Chào mừng bạn đến với Vlog của Vinapam. Vinapam là nơi chia sẻ những ý tưởng về giải pháp làm vườn nhiệt đới và là sân chơi cho những người đam mê nghệ thuật và cảnh quan sân vườn nha các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng theo chân mình để đi khám phá khu vườn nhiệt đới nha. Hãy bắt đầu thôi nha. Let's go. Rồi hôm nay mình mời các bạn đi khám phá một cây đài sứ đà nha các bạn. Cây này người ta trồng rất nhiều ở các sân vườn biệt thự cũng như cảnh quan công trình. Cây này đang cho ra hoa này các bạn. Hoa sứ đài này hoa màu trắng rất đẹp, với chiều cao ước tính khoảng trên 6m và vành gốc khoảng ước tính khoảng 70-80cm nha các bạn. Cây sứ đài này được rất nhiều ứng dụng trong cảnh quan công trình sân vườn biệt thự nha các bạn. Với đặc điểm cây có thân dẻo dai và thân của cây này là có rất nhiều mủ nha các bạn. Nếu như bạn cắt ra mà muốn giẫm cành thì phải để cho nó khô gốc khoảng vài ngày thì bạn mới giẫm cành xuống, nếu không là khi bạn giẫm xuống thì con nước và cây sẽ bị thúi. Đó là đặc điểm khác biệt so với những cái dòng cây cả. Rồi mời các bạn xem một vòng cây sứ đà nha các bạn. Mình thấy cây này rất lớn này. Rồi mình vừa dẫn các bạn đi xem hình ảnh thực tế cũng như cách giẫm cành sứ đà nha các bạn. Nếu các bạn thấy vlog của mình hay và ý nghĩa thì hãy like, share và đăng ký ủng hộ các nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.